Cái gì đấy? Kichi kichi bỏ cả bánh trôi vào lẩu cơ. Dị thế. Mà lâu rồi mình cũng không có đi ăn kichi. Đi ăn xem thử nó như thế nào luôn nhá. Tớ tò mò. Bạn cũng thế. Đây là một cái khay tiểu long viên 29k nha. Có 3 viên pass này, tặng thêm 3 viên trôi. Pass cá thắt lát thì là này, pass mực thanh long đỏ này, pass tôm trứng cá chuồn. Được tặng 3 cái viên trôi này luôn nha. Mè đen, đậu phụng và trứng muối. Nhân ở trong bộ 3 cái này thì cái nào thì mình cũng không rõ nữa. Để ngoài cái khay tiểu long viên 29k này á, bạn nào có ứng dụng hoặc là tích ví Golden Spoonet thì sẽ được tặng thêm một cái viên trôi nước nhân đậu đỏ này nữa nha. Thơm mùi thịt gà nha mọi người. Tính ra mấy cái pass này tưởng nhỏ nhỏ nhưng mà cho vào lẩu nó nở to phết. Ăn nó dai giòn của cái cá thắt lát, thơm mùi thịt gà. Mình thì mình lại thích thịt gà. Cái này là cái viên pass mực thanh long đỏ này. Cái vị của cái pát mực thanh long đỏ này nó hơi nồng nồng của một cái gì đấy nhưng mà nó ngon mọi người. Rất là nhiều cái mực băm băm cắt nhỏ ở trong nha, ăn nó kiểu sật sật sật. Còn cái này là cái pát tôm trứng cá chuồn này, ăn nổ lép bép lép bép, đúng kiểu trứng cá chuồn nha. Đây là một số viên trôi nước ở trong cái nồi lẩu của mình ăn bây giờ là không biết nhân là gì hết. Tách ra xem nào, mình trôi nhân trứng muối này. Về cái viên trôi nước vị trứng muối này thì mình thấy nó sẽ hơi ngọt và nó béo cái mùi trứng muối. Mình nghĩ là cái viên trôi nước trứng muối này sẽ khá là thích hợp cho những bạn nào mà thích ăn ngọt. Đây là cái viên trôi nước nhân mè đen, hơi mùi mè đen vẫn ngọt luôn. Ăn lạ miệng phết, mặn mặn ngọt ngọt. Cái tiếp theo là nhân gì đây? Cái nhân này là cái nhân đậu phụng mọi người. Cái nhân đậu phụng này thì mình thấy nó lại ít ngọt hơn một tí. Ở trong này ăn nó sẽ kiểu hột 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 hột. Chắc là đậu phụng kiểu nghiền ra. Cái vỏ bên ngoài thì nó áo một cái lớp gọi là nước lẩu nên nó cũng sẽ hơi mặn mặn nhẹ một xíu. Ở đây là viên đậu đỏ đây, viên được tặng đây mọi người. Viên đậu đỏ ngon nha, độ ngọt nó ít. Mấy kia thì ngọt sẽ hơi nhiều một chút. Chung quy lại thì ăn nó cũng rất là lạ, lạ miệng cực kỳ. Cái viên mà mình thích nhất ở đây chắc là viên đậu đỏ, sau đó là tới trứng muối, mà hai cái viên kia thì mình xếp nó ngang nhau. Ở bên kia chi này thì mình ăn mình thấy cái thịt bò Mỹ ăn nó rất là thơm nha. Ồ, đã, rất là cala, ngon, béo, mượt. Lâu rồi không ăn cá mà sang đây lấy mấy khay cá bên này nhúng vào lẩu ăn ngon hết. Cá bên này mình ăn thấy tươi, ngon ngọt. Về một cái combo tiểu long viên 29k này thì mình thấy nó cũng ok, hợp lý. 29.000 mà được 6 viên, nếu như mà có tích ví các kiểu nữa thì thành 7 viên. Về ba cái viên pass kia thì khỏi phải nói rồi, rất ok luôn, ăn ngon. Mỗi viên mỗi vị, ăn rất lạ miệng, nói chung là mượt. Trôi nước kia thì ngoài phục vụ ở trên cái khay này thì trên băng truyền cũng có phục vụ, bạn có thể thử trước luôn nha. Về mấy cái viên trôi nước ở bên này để thả lẩu thì phải công nhận là nó rất là dị và lạ thật. Nhưng mà đến lúc mà mình ăn thì mình thấy là cái độc lạ dị đấy nó lại ra một cái hương vị khác cũng khá là hay. Những cái viên trôi này thì nó có cái vị là ngọt, thế nên là những bạn nào mà thích ăn ngọt lấy cái viên trôi này nhúng lẩu thì mình nghĩ là ăn sẽ rất là ok. Về cái buổi tò mò ngày hôm nay của mình là hết 884.000, bao gồm là hai vé buffet, 4 khay tiểu long viên và 2 phần nước, 2 cái khăn lạnh nữa ha. Đi check nhẹ nhẹ sương sương thôi, lẽ ra series này sẽ là tôi giàu nhưng mà thôi, tò mò mà. Tôi tò mò, bạn cũng thế.